Hello, xin chào tất cả mọi người, miền mặt hoạt hình đây. Hiện nay thì mình đang có mặt tại khu trung tâm thành phố Thành Đô, ở khá là gần trường mình. Và hôm nay là một ngày cuối tuần, trời rất là đẹp. Nhiệt độ ngoài trời thì 12 độ nhưng mà không lạnh cho lắm. Và rất là hiếm khi ở cái thành phố phía Tây Nam này nó lại có ánh mặt trời vào mùa đông. Thế cho nên là hôm nay mình sẽ làm một cái vlog theo dạng kết hợp, dẫn mọi người cùng mình đi siêu thị mua đồ về đón cuối tuần. Và mình sẽ trò chuyện một chút về cái chi phí sinh hoạt ở thành phố này, mong là sẽ giúp được một số bạn muốn đi du học ở đây. Các bạn hãy cùng theo mình nhé. Ok, để chuẩn bị cho bữa tối hôm nay thì mình sẽ vào siêu thị Auchan gần nhà bạn mình. Đầu tiên thì mình sẽ đi mua rau nhá, vì mình quá thèm rau rồi. Mình thích ăn nhất là súp lơ, ở nhà Trung Quốc mua súp lơ rất là dễ và rất là rẻ, súp lơ xanh. Mình sẽ mua nấm đùi gà bởi vì chỉ có khoảng 5 tệ nửa lạng. À, nửa cân, mình sẽ mua hai cái về xào lên hoặc nướng lên ăn với hạt tiêu ngon đấy. Mình sẽ phải ra đây để cân, chọn là rau. Đây rồi, 3,24 tệ, 2 cây, quá rẻ. Đây mình sẽ mua hoa quả, đây thì khả năng là cái quả này thì mình không thích ăn. Đây này, ra hàng này mua dứa, dứa người ta gọt sẵn này, hoặc là quả berry, các cái loại dâu này, dâu 9 tệ một hộp dâu, 10 tệ một hộp dâu này có ngon không nhỉ? Quyết định là mình sẽ lấy một cái hộp này. Ở Việt Nam thì không trồng được việt quất với cả phúc bồn tử nên là tìm mua nó rất là đắt ấy. Nên sang đây có là mình tranh thủ mua luôn, khoảng 10 mấy tệ một hộp, không đắt lắm. Từ ngày sang đây thì mình chỉ có ăn thịt bò và thịt gà là chính thôi. Chiến tranh thương mại Mỹ Trung đẩy giá thịt lợn lên rất là cao và thịt nó cũng không được ngon, theo mình biết là như vậy. Gian hàng của thịt gà này hôm nay thì chỉ có một mình thôi nên mình có thể là mình sẽ mua cái ức gà thôi. Hình như là ở Việt Nam dạo này mọi người hay ăn cơm trộn với hạt thì vậy. Mình cũng muốn mua thử một gói về nấu nhưng mà nhà bạn mình không có lò, không có nồi cơm ấy. Đây này, có cả cơm độ táo thứ này. Trong một loạt cái bánh kẹo bán theo cân nhìn rất ung thư này thì mình đã tìm được cái món hạt đậu rồi là hạt hướng dương mình vô cùng yêu thích. Mình đã mua một ít mang về. Sữa chua để mình ăn với các cái loại quả mình vừa mua. Ăn vã thì nó hơi phí tiền. Nếu như ở Việt Nam mọi người đang ngán ngẩm với dòng người thanh toán dài bất tận thì chào mừng các bạn đến thế giới của cái máy thanh toán tự động ở Trung Quốc. Ít phát là một đống hàng xong luôn. Nếu như các bạn không mang cái túi đi chợ giống như mình thì sẽ phải mua cái túi ni lông ở kia cả, mất vài hào. Và cuối cùng là thanh toán, tất nhiên là cái máy này không thanh toán được tiền mặt nhá. Wow, về nhà thì mình quyết định làm sữa chua trước để cho vào tủ lạnh cho nó lạnh, tối còn ăn. Cho sữa chua này xong là bốc các loại quả vào thôi. Rất là đơn giản, cái món này đơn giản nhất trên đời luôn. Vừa dễ làm vừa ngon lại còn tốt cho sức khỏe. Mình vừa sơ chế xong đống nguyên liệu của mình. Các bạn có thể chửi mình bẩn vì để tất cả vào cùng một cái thớt, nhưng mà chẳng sao cả, lát nữa mình sẽ nấu hết lên mà. Sống hay chín thì nó cũng thế thôi, vào bụng hết. Mình sợ cái bếp ga nhà bạn mình vậy. Rồi, mình sẽ cho một chút cái dầu vào đây. Tại vì thằng này nó là người Mỹ ấy, nên là nó rất là ít khi mua dầu ăn. Mỡ lợn nữa thì càng không luôn. Nước thì đã bắt đầu sôi rồi, mình sẽ cho rau súp lơ vào luộc, bởi vì ăn xào cảm giác cái cọng nó hơi cứng cứng ấy, mình không thích lắm. Nói chung là mình rất ghen tị với những bạn mà ký túc xá có chỗ nấu ăn hoặc là ở ngoài. Mình rất thích nấu ăn vì mình không hợp với đồ ăn ở Trung Quốc lắm. Buổi sáng thì mình ăn rất là đơn giản thôi, hết khoảng 5 đến 8 tệ, mua một cái bánh bao hoặc là bánh ngọt linh tinh gì đấy, ở đấy không có bánh mì thì xôi ngon đâu. Xong là uống cà phê hoặc uống sữa. Mình sẽ cho gà vào trước nha, gà sẽ vào trước, gà chín trước và nấm vào sau, nấm rất nhanh. Món hôm nay mình sẽ chỉ có hai gia vị thôi, đấy là nước mắm và hạt tiêu. Nước mắm thì mình đi xin được. Bởi vì giờ học ở đây vào rất là muộn nên là mình thường ăn theo cái kiểu brunch, kết hợp giữa bữa sáng và bữa trưa. Còn nếu mà ăn trưa thì mình cứ ăn loanh quanh ở trường mình, ít nhất là căng tin. Còn mình sẽ ăn các quán rơi vào khoảng 12 đến 15 tệ suất cơm, mì, phở, bún gì đấy. Dạo này mình hay lười, mình hay order ở trên Ulama hoặc là trên Khoai Mai nữa. Ăn đồ trên đấy rất là nhiều, đủ các loại trên đời luôn. Rẻ cũng có, đắt cũng có. Ăn đến khoảng 25 tệ là quá là no đủ rồi. Nhưng mà đấy chỉ là mình thôi, mình ăn rất là đơn giản buổi tối. Thậm chí có hôm mình chỉ ăn rau hoặc chỉ ăn yến mạch để giảm cân. Thì tổng một ngày sẽ hết vào khoảng 50 tệ. Đấy là mình mua cả cà phê hoặc là có hôm mình uống trà sữa rồi nhá. Hết 50 tệ, vị chi là một tháng 1.500. Mình cứ cho lên mức khoảng 1.800 đi. Còn bạn nào ăn khỏe hoặc là ăn vặt nhiều thì phải tự cân đối nhá. Còn về học phí thì nhiều bạn có hỏi mình, nhưng mà mình không thể biết được bởi vì mình là có học bổng, mình có miễn phí. Đồ ăn mình nếm thì cũng nó cũng đã chín rồi này. Mình sẽ tìm kiếm cái mức học phí của các trường ở Thành Đô, mình sẽ đưa xuống phần description cho các bạn muốn học ở đây. Hey, và mình đã nấu xong rồi đây. Hai cái món của mình rất là đơn giản.
một phần rau, một phần thịt gà. Mình đã làm thêm cả món gà rán mà mình đã để dành cho bạn mình. Hôm nay mình không muốn béo, bữa tối mình chỉ ăn thế này đâu. Vì bạn mình đã đi dậy và để lại cho mình cả một căn nhà này, căn bếp, căn phòng nên mình sẽ tận dụng luôn để quay. Bạn đồng hành của mình hôm nay là một con cá mập của hãng IKEA. Nghe đồn là cái con cá này nó đang rất là hot ở bên Đài Loan luôn. Mọi người thường mua nó xong là tạo dáng các thứ ấy. Trong lớp học, xong đi đường cũng mang theo con này luôn. Rồi, thôi không nói nhiều nữa, bây giờ chúng mình sẽ ăn. Mình sẽ ăn và trò chuyện. Vừa nãy thì mình đã nói về vấn đề học phí và vấn đề tiền ăn rồi. Và bây giờ mình sẽ nói về tiền nhà ở và tiền đi lại. Tiền nhà, ăn ở, đi lại và giải trí. Mình sẽ thử cái món gà này. Nhìn nó đơn giản vậy thôi nhưng mà đối với một người kén ăn như mình thì là nó ngon. Ngon phết. Nói về vấn đề đi lại ở thành đô, hiện nay theo mình biết là có khoảng 6-7 trường đại học gì đấy là có mặt của sinh viên Việt Nam. Còn những cái trường học viện linh tinh gì đó thì mình sẽ không nhắc đến nhá. Thì những trường đại học nó sẽ thường phân bố ở các khu vực có line tàu điện ngầm hoặc là trạm xe buýt, nên là hai phương tiện đi lại phổ biến nhất của các bạn để có thể di chuyển từ trường mình đến các địa điểm vui chơi đấy chính là tàu điện ngầm và xe buýt. Thì các cái phương tiện này thì đều là phương tiện công cộng và giá rất là rẻ. Thường đối với bản thân mình thì một tháng mình sẽ nạp khoảng 20 tệ tiền tàu điện ngầm, tiền thẻ điện ngầm. Mình không đi xe buýt mấy. Mình rất sợ lên xe buýt ở Hà Nội, mình không bao giờ đi xe buýt bởi vì mình tìm được đúng cái số xe rồi, xe 0102 gì đấy để mình cần đi từ A đến B. Nhưng mẹ lên nhầm bên, đáng lẽ phải sang bên kia đường lên thôi, mình ở bên này đấy, nên là bị nhầm. Mình chỉ đi cái xe buýt của trường chở mình từ campus của mình đang học xuống campus ở dưới khu vực sân bay thôi. À, mỗi lần đi xe buýt kiểu đấy chỉ khoảng 1 cho đến 3 tệ. Còn đi tàu điện ngầm thì sẽ khoảng từ 2 cho đến 4 tệ, phụ thuộc vào việc là các bạn có chuyển cái line tàu hay không. Và lời khuyên của mình để tiết kiệm chi phí ấy, là thay vì các bạn chuyển line liên tục những cái địa điểm nó không quá xa nhau thì các bạn hãy đi xe đạp hoặc đi bộ đến cái trạm tàu điện ngầm mà có cái line mà các bạn muốn ngồi. Đấy. Rồi, đấy là vấn đề đi xa. Còn đi gần thì sao? Đi gần thì điều đơn giản nhất là đi bộ. Có thể là đi từ ký túc xá của bạn ra trường, ra cái giảng đường mà bạn đang học, hoặc là đi chơi loanh quanh trong khuôn viên trường, rồi là những cái công viên ở gần trường ấy, thì mình sẽ chọn cách là đi bộ, vừa tiết kiệm tiền mà lại giảm béo. Mình đang quay thì phát hiện ra là cái gimbal của mình nó bị hết pin và nó lệch, nhưng mà thôi không sao, lệch như này cũng được. Đi gần thì còn có một cái phương tiện cực kỳ tuyệt vời khác, đấy chính là xe đạp công cộng. Xe đạp công cộng có thể nói là đặc sản của Trung Quốc luôn, là cái phương tiện mà bên Trung Quốc họ nghĩ ra và bây giờ cũng có một số nước có rồi. Thì xe đạp công cộng này sẽ giúp các bạn di chuyển giữa các quãng đường không quá ngắn mà cũng không quá dài. Xe đạp công cộng thì hiện nay đã có một số hãng bị phá sản rồi, ví dụ như là Ofo, cái hãng đầu tiên của Trung Quốc luôn, phá sản rồi, xe đắp đống như bãi rác luôn. Một số hãng lạ lạ mình cũng không biết nữa, nhưng mà ở thành phố mình thì có khoảng tầm 4 hãng nổi tiếng nhất, là bao gồm Mobile xe màu cam, Mẩy Thoán xe màu vàng. Cả hai xe này thì đều cùng một gọi là kiểu liên minh á, hai công ty đến họ liên kết với nhau. Thế cho nên là mình đăng ký xe của hãng này, mình mua một cái combo một tháng là 8,8 tệ, rất là rẻ. Một tháng tức là nó chỉ có khoảng tầm là 27.000, chưa đến 30.000 đấy, cứ cho là tầm đấy, chưa đến 30.000 đâu. Mà mỗi ngày mình được đi 2 tiếng. Mình chỉ dùng để đi từ trường ra trạm tàu điện ngầm, từ trạm tàu điện ngầm ra cái địa điểm mình muốn đến thôi. Thì mình không đi hết 2 tiếng, hoặc có lúc mình hướng lên mình tập thể dục, đạp xe tập thể dục thì nó cũng hết 2 tiếng đấy. Tại sao mình lại chọn hãng này? Có một số hãng rẻ hơn, ví dụ xe màu xanh của Alipay này, hoặc là xe của WeChat này, một số cái xe gì nữa mình không nhớ rõ. Thì lý do đơn giản của mình đó là ở thành đô thì cái xe Mẩy Thoán và xe Mobile nó rất là phổ biến, ở đâu mình cũng có thể gặp xe màu cam và xe màu vàng cực kỳ nhiều, mà xe màu vàng lại là xe mới nhất nữa, đi sướng nhất. Nên là mình đi 2 cái xe đấy. Các bạn có thể chọn xe giống mình để lúc nào mình tiện là mình gặp được luôn. Ví dụ các bạn đăng ký hãng xe xanh mà đến một cái chỗ nó toàn có xe vàng thì cũng phải là mất công không, đúng không? Đấy, thế tức là mình đã mất khoảng 20 tệ cho tiền đi tàu điện ngầm này. Cứ cho là các bạn đi xe buýt đi, 10 tệ nữa đi, 30 tệ. Cho hẳn con xe đạp lên 10 tệ đi. Đấy, là mình sẽ mất 40 tệ cho việc di chuyển rồi. Ngoài ra thì những cái nhu cầu đi chơi cá nhân, rồi là các bạn bắt xe taxi hay là TT, thì cái đấy mình không thể tính toán chính xác được, phụ thuộc hoàn toàn vào cái nhu cầu đi lại của các bạn. Như mình thì mình chỉ đi những cái địa điểm như thế thôi. Các bạn yên tâm là tất cả các cái địa điểm vui chơi hay là tất cả các trường đại học, tất cả các bệnh viện lớn, họ đều có cái trạm tàu điện ngầm đặt ở đấy cho các bạn để các bạn đi. Nên là cứ yên tâm làm thẻ tàu điện ngầm nhá. Đấy, đấy là tiền di chuyển nhá. Thế là mình cứ cho là 50 tệ tiền di chuyển đi. Chưa? Nãy mình tính ra 40, bây giờ cho hẳn lên 50 đi. Biết đâu phát sinh các bạn đi chơi nhiều hơn mình. Mình phải ăn đã, ngồi nói chuyện mày nói chuyện đồ muộn á. Mình không có kinh nghiệm làm kiểu mức bang này.
quên, mình có một lon bia, bây giờ mình sẽ đi lấy. Đây, lon bia này là Xuể Hoa hôm qua đi hát với các anh chị trong hội sinh viên Việt Nam đến sáng luôn, và cuối cùng phát hiện ra thừa một lon bia. Mình đã mua rất là ít bia rồi, mỗi người một lon, thế mà cuối cùng vẫn không uống hết. Ui, bị lắc nó rồi. Mình không hay uống rượu đâu, rượu bia mình không hay uống, nhưng mà nếu mà để lựa chọn thì mình sẽ chọn uống bia thay vì uống rượu, vì cả hai đều hại sức khỏe, nhưng mà bia mình nghĩ là tốt hơn một chút, bụng hơi to nhưng mà nó có một số cái chất gì đó nghe đồn là tốt. Đó, ăn và đi lại rồi, bây giờ đến ở nhá. Đáng nghe cái ở này phải nói đầu tiên, nhưng mà thôi mình nói sau. Hiện tại thì mình đang là sinh viên có học bổng, cho nên là đã bao gồm ký túc xá, mình được ở miễn phí, miễn phí tất cả luôn, đúng kiểu ở Trung Quốc gọi là định nghĩa miễn phí là miễn phí. Điện nước lúc đầu mình tưởng là phải trả tiền điện nước không, nhưng mà không phải trả tiền điện nước. Rồi là giặt quần áo cũng không mất luôn, ở cái ký túc xá cũ của mình thì không mất tiền. Ký túc xá mới thì khoảng 2 tuần gần đây thôi họ nâng cấp lên một cái dàn máy giặt, thì mỗi tuần mình sẽ giặt một lần mất 4 tệ. Mình sẽ phải sử dụng cái phần mềm giặt quần áo để quản lý cái máy giặt đấy. Không phải ai cũng đạt được những cái học bổng toàn phần như vậy, hoặc là không phải ai cũng thích ở ký túc. Có rất nhiều người bạn của mình có tiêu chuẩn ở ký túc nhưng mà các bạn ấy lại ra ngoài ở. Thì những cái sinh viên có học bổng, ví dụ học bổng chính phủ, học bổng cộng tử, đại khái là cứ học bổng toàn phần, thì nhà trường sẽ cấp cho các bạn 700 tệ để ra ngoài ở. Nhưng mà yên tâm là không bao giờ đủ, trừ khi là các bạn học ở những cái thành phố rất là nhỏ, những cái thị xã các thứ thì may ra đủ. Xin lỗi các bạn, có mùi biển. Còn một cái thành phố lớn ấy thì như ở Thành Đô, mình sẽ chỉ nói nguyên Thành Đô thôi, mình nắm được đó là có 5 cái quận trung tâm. Thì 5 cái quận này các bạn thuê nhà giá thấp nhất cũng phải là 1.000 tệ cho một phòng. Một phòng thường là như cả một cái chung cư có 3 phòng ngủ chẳng hạn, thì bạn sẽ ở một phòng đấy và chia sẻ chung cái không gian bếp và không gian phòng khách, cũng như là đôi khi là nhà vệ sinh, hình như là cả nhà vệ sinh nữa, với những cái người khác, thì sẽ mất khoảng 1.000 cho đến 1.200 ở khu vực trung tâm. Như nhà của bạn mình ở đây thì bạn ấy thuê cả căn ở một cái quận, nói chung là cũng là một trong 5 quận trung tâm, nhưng mà nó ở trên vành đai 3 rồi ấy. Trường mình trong vành đai 1 thì hết 1.600 tệ là có một phòng ngủ và bếp là các thứ đầy đủ hết. Đấy, 1.600. Các bạn có thể, mình sẽ để cái mức độ là từ 1.000 cho đến 2.000 nhá. 1.000 cho đến 2.000 ở khu vực trung tâm, hay là 1.500 đi. Đấy, bạn kia người Tây bạn thuê đắt, mình người Việt thuê rẻ hơn. 1.000 cho đến 1.500 ở khu vực trung tâm. Nhưng mà có một số trường đại học ở Thành Đô, ví dụ đại học sư phạm thì mình biết là ở Lũng Chén Y rất là xa, đại học giao thông gì đấy cũng ở xa luôn, ngon Tây Nam cũng xa. Hoặc ngay đơn giản là cái campus Trang An của đại học Tứ Xuyên mình thôi, nằm ở dưới Trang An, là ở quận Song Lưu, tức là gần sân bay á. Thì các bạn ấy có bạn của mình học bổng chính phủ, nhà trường cho 700 và bạn ra ngoài thuê nhà hết 600, cũng là cái hình thức nhà chia sẻ phòng ấy kìa. Đấy, thì nếu mà các bạn có thể sống hòa thuận với các bạn cùng nhà thì hoàn toàn chia sẻ phòng kiểu đấy thì nó rất là rẻ. Dưới ngoại thành 600, trong thành phố 1.500 các thứ. Thôi thì mình sẽ để cái mức trung bình nhá. Mức trung bình là 1.000, ok. 1.000 tệ cho vấn đề nhà ở. Đó, là các bạn ở ok. 1.000 là đâu đó hơn 3 triệu thì mà phòng đẹp hơn ở Hà Nội nhiều nhá. Mà nhà ở đây nhá, đã bao gồm tiền điện nước luôn. Thường là sinh viên họ bao tiền điện nước ngay và tiền internet. Hà Nội bạn nhá, 4.000 đến 5.000 một số điện. Mình đã trải qua 4 năm học ở trọ Hà Nội, mình biết nó khổ như nào. Một kinh nghiệm nữa cho các bạn học tự túc này, không phải cứ ký túc xá là rẻ nhá. Một số trường học như trường mình ký túc xá là dạng khách sạn, các bạn ấy phải mất 40 cho đến 60 tệ một đêm ở ký túc xá, nên tính ra nó là 1.200 cho đến 1.800. Ở trong trường thì tiện hơn nhiều, nhưng mà phòng thì 2 người, bé, đồ ít, chẳng tội gì mà ở kiểu đấy đúng không? Hãy ra ngoài thuê 1.000, 1.200, ok mà đúng không? Rau súp lơ nhạt quá, nhưng mà mình muốn giảm cân nên mình ăn kiểu này. Chứ bình thường súp lơ là xào cho gia vị, nhưng mà xào súp lơ mình thấy xào rất là lâu, mình rất ghét xào súp lơ mà xong ăn cái cọng nó cứng cứng ấy. Có bạn nào không thích ăn kiểu cọng cứng cứng không? Mình rất kén ăn, mình không ăn những cái kiểu củ cái su hào bí bằng mướp. Bia này ngon cực. Bia Trung Quốc các bạn có thể uống bia Thanh Đảo này, bia Xuể Hoa này, Tuyết Hoa. Bên thì mình quên rồi. Ở khu vực cửa khẩu rất là nhiều. Mỗi lần mình lên Hà Giang bố mình đều mua cái bia đấy. Lý Chén. Lý Chén à? Cái gì Lý hay Lý gì đấy, nhưng mà đằng sau là chỗ Chén là suối ấy. Tuyền, là mình sẽ tìm hình ở đây. Vấn đề mặc thì mỗi con trai con gái sẽ khác nhau đúng không? Con trai sẽ có nhu cầu mặc riêng, ví dụ các bạn trai thì sẽ thường thích mua áo khoác, thích mua giày. Hôm 11 tháng 11 mình có lên, mình không phải là người ham mua sắm đâu, nhưng mà hôm đấy gọi là hòa chung không khí với mọi người thôi.
để biết là cái nút cướp của Taobao nó như thế nào đâu. Mình có mua một số đồ, đồ nhu cầu cần thiết thì mình mới mua, chứ mình không mua linh tinh. Mình thứ nhất mình cũng không giàu, và thứ hai là mình không hiểu biết gì về thời trang, mình ăn mặc rất ngu. Thế luôn, toàn phải trước khi mua gì là phải ơ mày ơi, gửi cho nhóm bạn thân, mày tao mua màu này hay màu này, mua mẫu này mẫu kia. Đấy, hôm đấy là mình cướp được một cái áo khoác 127 tệ này. Cái áo này mình đang mặc này, 41 tệ, 100, cứ cho là 130.000 đi. Ôi, mặc thích. Mình mua một đôi giày của một cái hãng nội địa của Trung Quốc ấy, Thưa Pu. Các bạn tưởng tượng nó giống như kiểu Lý Ninh hay là Anta. Nhưng mà Lý Ninh với Anta thì nó ra nước ngoài nhiều hơn, còn cái Thưa Pu này thì nó chỉ ở trong Trung Quốc thôi. Giá gốc của nó 400, tức là khoảng hơn 1 triệu. Cũng không phải là đắt so với giày, các bạn hay mua giày kinh khủng á. Thì bên Trung Quốc hàng thượng vàng hạ cám cái gì cũng có, yên tâm. Lên Taobao giày 15.000 cũng có, mà 15 triệu cũng có, tùy các bạn. Và các bạn đợi đến những cái đợt 11 tháng 11 này rồi Black Friday. Nhưng mà đừng có nghĩ là đồ cứ đồ Trung Quốc là rẻ nha, các bạn mua ít mà không rẻ đâu. Còn con gái thì mình không biết, đó là váy vóc các thứ và đồ trang điểm. Vấn đề mua sắm ăn mặc rồi là riêng tư các thứ thì các bạn phải xem nhu cầu của các bạn. Cái đấy thật sự là rất là vô tận. Và cuối cùng là một vấn đề không thể thiếu, đó là giải trí. Các bạn đi du học thì không thể ngày ngày lên cắm mặt cắm mũi vào thư viện rồi là đọc sách. Cái đấy khuyến khích, cái đấy tất nhiên là tốt, bởi vì du học mục đích chính của mình là để đi học đúng không? Nhưng mà các bạn có 7 ngày một tuần, và ít nhất là các bạn có 2 ngày cuối tuần. Như mình, những cái người học tiếng, hệ tiếng các thứ, đôi khi là có từ 3 cho đến 4 ngày cuối tuần, học ít cực kỳ luôn. Cái giải trí ở thành phố Thành Đô này giá cả như thế nào? Để mình nhớ lại xem nào. Ngay hôm qua thôi, nói chung mình sang đây mình đi hát 4 lần rồi. Ở đây cái hoạt động giải trí rẻ nhất dành cho sinh viên theo mình đấy là đi hát karaoke, hai bên này gọi là hát KTV. Đặc biệt là toàn đi vào buổi đêm thôi, buổi đêm hoặc buổi trưa ấy. Nó chỉ khoảng 79 tệ, phòng thấp nhất nhá, 79 tệ. Và hôm qua thì bọn mình hết cái phòng đấy rồi, mình ngồi phòng 200 tệ. 200 tệ ngồi, các bạn tưởng tượng từ 11 rưỡi cho đến 6 giờ sáng. Mà mình hoàn toàn có thể mua đồ ăn bên ngoài vào nhé. Mua đồ ăn, mua bia, miễn là ăn xong mình gom gom nó vào cho thùng rác, chứ đừng có bày bừa ra quá của thân người ta. Cái combo phòng đôi khi là nó đã bao gồm bia rồi đấy. Như hôm Trung Thu mình hát, mình đã làm cho một cái vlog khác rồi, nó cũng rẻ. Hôm 20 tháng 10 Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức cũng rẻ. Mà hôm có một lần mình đi sinh nhật bạn mình người Indonesia, thì hôm đấy bạn ấy bao thì có hoa quả, có khoai tây chiên, combo, nói chung rẻ á. Hát thì chỉ có bài tiếng Trung và tiếng Anh là nhiều thôi. Nếu các bạn biết tiếng Nhật, tiếng Hàn thì cũng có bài. Còn tiếng Việt thì buồn cười lắm, nó có một số bài như Mèo rắn đi trôi này, những cái bài nhạc hoa lời Việt ấy, hải ngoại thâm niên bao nhiêu đấy, xong là chữ chính tả sai linh tinh. Nên là những bạn nào không biết tiếng Trung hoặc là không biết hát nhiều nhạc tiếng Anh thì cũng hơi thiệt khi mà đi KTV đấy. Nhưng nhìn chung là các bạn nên đi hát ở đây vì nó rất rẻ. Đó, chia ra mỗi người chỉ khoảng 30 cho đến 50 tệ là thoải mái luôn. Ở đây còn hoạt động giải trí gì nữa nhở? Đấy là xem phim. Xem phim thì mình chưa đi nhưng chắc chắn mình sẽ đi vào một ngày, và mình sẽ làm hẳn một vlog về việc đi xem phim, trải nghiệm xem phim Trung Quốc luôn. Mình sẽ xem luôn giá vé. Bên này thì mình không biết là có những cái rạp thương hiệu gì lớn đâu, mình ấn vào phim đâu. Gần trường mình đấy, quán karaoke có cái rạp Xuế Phủ đấy. Thấy bảo là mang thẻ sinh viên đi thì được giảm. Ở Việt Nam mình hết tuổi giảm. Nên mình sẽ thử phim Frozen 2 nhá. Giá khởi điểm của nó chị khoảng thấp nhất là khoảng 28,9 tệ. Ồ, đắt đấy nhở. Mà không có cái nào đến mức 45.000 như kiểu ở Việt Nam, 45-50.000 là sinh viên như Việt Nam, mình không biết, ở đây chắc chắn không có. Và đi xem phim ở đây, thôi, mình xin nợ cái xem phim này nhá, hôm nào mình đến tận nơi mình xem và xem giá bỏng nước thế nào này, dịch vụ của họ làm sao, mình sẽ review cái vấn đề xem phim. Rồi, một cái giải trí nữa, các bạn đừng nghĩ là ăn chơi hay là sa đọa gì cả, đó chính là đi bar và đi pub. Thì bên này đã xác định đi du học thì sẽ trong môi trường quốc tế mà, thì các bạn tây đi những cái đấy là chuyện hết sức bình thường. Đấy, quan trọng là các bạn mục đích đi của các bạn là gì thôi. Ở đây yên tâm là người ta không bao giờ có chuyện cho bạn sử dụng chất kích thích. Có thế tức là bạn đang phạm pháp, đúng không? Bạn đi thì bạn có thể trên 18 tuổi là bạn được uống rượu rồi. Rượu thì cũng không phải là đắt, có một quán pub mình đi thì nó chỉ có cái cốc 5 tệ cũng có luôn. Cái gì nhỉ? Một cái cocktail gì đấy, Tequila Sunrise. Uống cũng ok, và đến đấy ngồi nghe nhạc, chill với bạn bè, ngồi nói chuyện. Đấy, bạn nào biết hút thuốc thì hút thuốc, chơi bia các thứ. Đến những cái địa điểm giải trí đấy nó không hề đắt. Và cuối cùng là nằm trong một giải trí, đó chính là đi du lịch. Mình đi du học là một cách để đi du lịch tương đối là tiết kiệm. Mình đang nói việc đi du lịch trong phạm vi Trung Quốc này. Bạn đã ở trong đất nước rồi, bạn đã có visa rồi, và đặc biệt là bạn đặt những cái dịch vụ đi lại tàu xe, vé máy bay trong phạm vi một đất nước bao giờ nó cũng rẻ hơn việc là các bạn đi từ Việt Nam. Gom gom khoảng 3-4 ngày nghỉ một lúc là đi được sang cái tỉnh lân cận rồi. Học Thành Đô thì đi Tứ Xuyên, đi Tây An, Lan Châu cũng được. Học ở Quảng Châu thì các bạn sẽ đi Thâm Quyến. Học ở Bắc Kinh thì đi Thiên Tân. Học ở Thượng Hải thì đi Tô Hàng. Không thể phí cái quãng thời gian học mà các bạn chỉ đâm đầu vào học rồi đến lúc quay về
lại kiếm một đống tiền để đi quay lại du lịch ở cái nơi ngay sát trường mình được, đúng không? Rất là phí. Bạn cứ tưởng tượng nếu mà ở Bắc Kinh bạn là Hà Nội này, Thượng Hải bạn là Thành phố Hồ Chí Minh, thì thành đô nó là Đà Nẵng, cũng nhẹ nhàng mà, trong khi nó không phải là quê, trong khi nó không phải là ruộng đồng hay gì đâu, nó vẫn là một thành phố rất lớn. Ai mà chê thành đô nghèo thì hãy đến đây nhá. Thành đô thực ra nó phải gánh cả tỉnh Tứ Xuyên, chứ cái tiềm lực của nó được đánh giá là hơn cả những cái thành phố trực thuộc trung ương như kiểu là Trùng Khánh hay là Thiên Tân luôn, thật sự luôn. Mong là thông qua cái lời khuyên của mình thì các bạn có thể đi du học ở thành đô một cách tiết kiệm và hợp lý nhất. Đấy. Tổng chi phí thì mình sẽ vứt ra đây, vì từ nãy mình nói cái gì mình không nhớ đâu. Mình sẽ list nó ra đây và cả dưới description nữa. À, hãy chờ đợi mình trong video 10 lý do nên học tại trường đại học Tứ Xuyên, và mình cũng sẽ review một số trường đại học khác ở Thành Đô, một vùng đất tuyệt vời mà các bạn nên đến du học. Tạm biệt.